Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể đổi màu từ một màu này sang một màu khác, thay thế một cách rất là nhanh chóng. Giả sử với cái hình ảnh thẻ cái cô gái này chẳng hạn, thì mình sẽ đổi từ cái màu xanh sang màu đỏ nhé. Thì các bạn hãy làm như sau. Khá là nhanh thôi, các bạn hãy vào cho mình phần Image này, Adjustment, sau đó là chọn cho mình cái Replay Color. Ở đây thì cái phần Selection, các bạn hãy trỏ về cái phần màu mà các bạn muốn đổi. Ví dụ mình đổi xanh sang đỏ thì hãy trỏ về phần màu xanh này. Cái phần Replacement thì các bạn hãy chọn cho mình cái màu mà các bạn muốn đổi nhá. Đổi sang màu đỏ đây đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Ok, và nhớ này, cái phần Fuzziness thì các bạn hãy để ý nhá. Cái phần Fuzziness là cái phần mà nó sẽ làm cho cái màu ở cái phần đường biên, ở các cái sợi tóc nó sẽ được hòa trộn với nhau tốt hơn. Đó, thì các bạn hãy cho mình cái thông số cao nhất, sau đó ấn OK. Đến đây thì các bạn đã chuyển tương đối rồi. Nhưng mà nếu như bạn nào mà cẩn thận là chúng ta hãy làm sạch bớt màu sáng ở cái phần đường biên đi, bằng cách như sau. Các bạn Ctrl Shift N này, tạo một cái layer mới. Và mình sẽ đặt tên là miền tóc nhé. Sau đó là các bạn hãy ấn phím Y, chọn cho mình về cái màu tóc đậm nhất ở trên cái màu ảnh gốc của chúng ta đó. Cái layer viền tóc thì các bạn hãy để cho mình cái chế độ là Sharp Line. Và bây giờ hãy quay về cho mình cái công cụ là Brush Tool này. Các bạn hãy tô vào đây. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây cái phần Opacity thì các bạn có thể là thay đổi cái số phần trăm phù hợp với cả từng khu vực một. Rồi, vậy là xong rồi nha các bạn nhé. Cái ưu điểm của cái cách mình thay thế màu sắc này ạ, thì nó sẽ giúp cho các bạn bớt được một cái bước, đó chính là tách tóc. Mà cái bước tách tóc ạ, thì nó cũng rất là khó, nên là cái cách này gần như là nó sẽ rất hiệu quả đối với những cái ảnh mà ảnh thẻ mà chụp cái màu xanh ở đằng sau lưng của chúng ta, hoặc là màu đen, hoặc màu ghi, hoặc bất kỳ một cái màu nào mà các bạn muốn thay thế thì nó đều rất là nhanh gọn. Nếu như bạn nào yêu thích nội dung của bên mình, hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha. Tạm biệt.